chia nè, nó là chia dị phó nè. Ừ. Chia này, nó chụp như nhậu chè. Như mua quả. Ủa, một thời gian. Ủa, chén chó bị á ồ. Dạ mẹ. Ủa, ồ, thành đi đi đuôi nè. Mà tao mẹ. Tham gia phần chi. Ừ. Nó bia chậu. À, à thì bia. Nà, chúng ta không. Chị chả chậm như ạ. Chị chơi. Mẹ hãy. Mẹ hãy mà tẩy vận hình. Mẹ chả chút. Mẹ hãy. Hey. Ừ. Ê, cái mấy cái mà nhìn cho ấy, nhìn nha thằng. Bạn đi chạp biển đấy. Chạp biển. Thành xăm nha. Nó có khoát cả sự nữa. Đi đuôi nắm chả. Đi xem mà không phun. Ôi, phải à. Cho nó phun nhỏ. Này mới chạy này. Quá ăn tao biển im béo nhỉ ờ im béo chết đấy im béo chết đấy nhỉ ờ ăn ăn tiêu biển này chỉ im chết nó hay vẫn im chết này im béo nó đã khai quên ờ thì hai quên thì cứ nhận khao khao nhậu mười thành ra cho nên loại im ép kia mà mê quá mà sao cả nó chậm chia thành ra đấy là toàn đấy mà toàn ê mà toàn cũng nhiều phun như nào mà đó còn phát này toàn phát này nhặt toàn đâm tới chảy này từ từ ơ giờ vượt vượt để cả hai chỗ mà kia như này đã ổn chơi mấy bạn chơi mười chảy sợ á chắn mười chảy sợ à chơi những chơi liền đi à kia mình cho ăn cái lót từ cái non con tại lâu á từ cái non thai ta cua cọc à ô cái nào cọc á cọc như thế như kiểu như hồi khô lo mẹ nhớ cũng đi đi đuối như chuyện đua ở nhà như thế này ô phào trên nuôi ngải này ô đây là thành thân này thành thân phào cái ngải nắp cung can cung này ừ cái này nhìn cho em nhớ mua muộn khẩu nhìn cho nhớ muộn luôn á muộn chị em muộn như này thành chị em này rồi nó thì ra là muộn hơn muộn nữa biết cậu dám nuôi khuyết à đâu mới đâu cậu ơi cậu em cậu tẩy mới tẩy em mình thấp vậy nó khắc này cái này chỉ con dao nhà nó ở cua thất hạ kiểu ốc cũng như thế này bất tự nhiên hàng kia này mây ra ế thầy nào chẳng á dần lại nhìn cho em vài chục phát này nhất là bán mày hắm ao chứ nhớ phải như này hai mày luôn khẩn luôn nhá vài nhất là phát là vài như xong không vui chào mày phải mày à giờ vượt nha tôi chiếu hết rồi đấy lòng như chào nhé lòng nghe chưa hay ở như chào
hay ngủ ngu nghe ở đèn ấy vợ tầm 10 vừa làm ở nhà tầm nào nếu thành ra nếu mấy mấy tầm 10 tầm 10 vợ nên giỏ ủ nếu thành giỏ cho một ủi văn hùng ấy thì toàn giờ vợ chuyện kiểu cho hùng không ấy toàn là nghe tạo tự này cái tạo cái thòng mà nó ba ly quá cái tạo này sự kiện của người đi này cộng nhất tải đi đâu ra này thải thật quá tải ra như này mới thải thật á chặt chống nhàn to lên đây một khoát nè một khoát nè muốn chơi là quẹt tay này thay cái này một cân nhấp đấy nhấp áo mai phá quả cũng sắp rồi. Thế mẹ? Chế ồ, chân chân to. Ừ. Mà chứ, nó thì kia chứ, phải chết chay đây. Mời ủ thăm. Tại sao này vẫn tôi sửa đường nào xảy ném cho. Như có bị áo ngoài. Cái này. Mẹ mặn ao à? Nó thì bia chay à? Ao này nên bia chứ bia chay. Ồ. Ơi, toàn của nó đuôi đuôi đuôi. Ăn này á? Ê, cái ngon nhận được tiện nhẹ đò này. Nhẹ đò cũng không ngủ mà. Như biết vừa phá á? Mẹ là không? Như dưới tôi thảo ấy. Ừ, là rửa thế à? Điện này nè. Đang chẳng khắp tay. Ngon sự tình yêu này. Ngon sự tình yêu thích đâu vẫn ấy vài nhất cảm ơn đi
Ủa, ê, mới thăm xuống. Mình đã quên mặt tồn. Nó chạy ạ. Hừ hừ.